Trà quất mật ong là đồ uống có cốt rẻ thứ ba ở trong khoái trà. Không phân biệt giới tính, cả nam lẫn nữ đều thu hút hương vị của quất mật ong. Bài học hôm nay, trà quất mật ong nóng. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học công thức đồ uống, cốt thấp, lãi cao. Bước 1. Ủ trà. Cho một tép trà Lipton vào cốc sứ. Rót 300ml nước sôi vào cốc sứ. Hoàn thành bước 1. Bước 2. Tạo vị. Cắt 3 lát quất. Cắt đầu 3 cỏ quất. Vắt nước cốt quất. Rót 15ml đường. Mười mật ong. Rót nguyên liệu vào cốc. Khuấy nhẹ. Bước 3, trang trí và phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé và thìa bé. Trang trí bằng 3 lát quất. Hoàn thành. Bước 1. Ủ trà. Cho một tép trà Lipton vào cốc sứ. Rót 300ml nước sôi vào cốc. Bước 2. Tạo vị. Cắt 3 lát quất. Cắt đầu 3 quả quất. Vắt 3 quả quất vào ca đong. Rót 10ml nước cốt quất, 15ml đường và 10ml mật ong vào cốc.
Bước 3, trang trí và phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé. Thả ba lát quất ở vành đĩa bé.